Chào cả nhà. Hôm nay thì em đang ở căn hộ Vũng Tàu Melody số 149 Phó Thị 6, phường Thường Tam, thành phố Vũng Tàu. Hôm nay thì em có một căn hộ 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, view trực diện biển máy sau ở thành phố Vũng Tàu, tầng cao, view biển. Sau đây em mời quý cô chú anh chị cùng xem qua về căn hộ 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, view biển này nhé. Căn hộ này có diện tích xây dựng là 83,84m² và diện tích trên sổ là 74,34m². Bước vào căn hộ thì chúng ta có thể thấy ở đây, đầu tiên là cái khu vực tủ giày. Một cái tủ giày rất là lớn, rất là nhiều ngăn, mình để được rất là nhiều đồ trong này đấy ạ. Ở đây là chủ nhà có sơn và deco theo phong cách phải nói là vừa trẻ nhưng lại cũng rất là nhã nhặn với nhiều tông màu khác nhau. Ở khu vực phòng khách thì từ vị trí này chúng ta có thể quan sát thấy nè, chúng ta có một cái ghế đu này, chúng ta có một bàn ăn 8 ghế. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy là 6 ghế nhưng mà còn 2 ghế phía sau nữa nè, 8 ghế. Có giỏ hoa trang trí tiểu cảnh ở ngoài, có sofa, tivi, tủ rượu. Và hai phòng ngủ thì nằm ở bên hướng của giếng trời. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy là hai phòng ngủ ở đây. Ở đây là vị trí của phòng master và ở đây là vị trí của phòng ngủ nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ đi vào đây trước nhé. Ở đây là khu vực bếp. Đây là căn hộ mà được thiết kế, đó là bếp được thiết kế gọn vào một bên. Bước vào đây thì chúng ta sẽ thấy nè, đây là khu vực nhà vệ sinh thì sẽ đầy đủ này, thiết bị vệ sinh, chậu rửa, gương, kính ngăn phòng tắm và bồn nước nóng. Căn này đặc trưng là nằm ở giếng trời cho nên chúng ta sẽ có cửa sổ để mở ra. Cái này nó thoát hơi ẩm tốt lắm đấy ạ. Em đã đi rất là nhiều căn hộ rồi, những căn mà nó có cái cửa sổ như thế này thì nó thoát hơi rất là tốt. Ở đây chúng ta có một tủ lạnh Panasonic, tủ này khoảng tầm hơn 300 lít. Đây là khu vực bếp. Chúng ta có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bàn đá hoa cương, kính dán tường, chậu rửa. Ở đây là bếp điện, máy hút mùi. Và đặc trưng của cái căn 83 này đó là mình có cửa sổ ở khu vực bếp, là khi mà nấu ăn mình mở cửa sổ ra thì sẽ rất là thoáng. Ở đây cũng có màn che luôn cho nên mình vẫn đảm bảo độ riêng tư. Ở đây, chậu rửa ở đây. Để em mở thử cho mọi người xem áp lực nước nhé. Đây ạ, nước chảy rất là mạnh. Căn hộ này đã được chủ nhà sơn lại với tông rất là nhã nhặn, là tông trắng kết hợp với lại nền xám kem, màu rất là nhìn rất là nhã nhặn luôn ạ. Chúng ta có 3 máy lạnh ở ngoài phòng khách này, một cái này. Ở trong phòng ngủ, mỗi phòng ngủ sẽ có một cái. Ở đây là phòng ngủ nhỏ. Đây, chúng ta có máy lạnh, tủ quần áo, giường, cửa sổ. Phòng ngủ nào chúng ta cũng có cửa sổ hướng ra ngoài hết ạ. Nằm ngay ở giếng trời cho nên mà rất là thoáng. Ở bên đây sẽ là phòng ngủ master. Đây là phòng ngủ chính. Đây ạ, có cái cửa sổ này, máy lạnh này, tủ quần áo này, là bàn làm việc này. Và cái phòng master á, thì là mình sẽ có cái nhà vệ sinh ở trong phòng đây. Mình lại thêm một cái nhà vệ sinh ở đây nữa. Cũng đầy đủ thiết bị vệ sinh giống như là cái nhà vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây, đầy đủ. Đây là mẫu căn hộ có diện tích lớn nhất trong các căn hộ 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh tại chung cư Vũng Tàu Melody. Căn 83m² cho nên nó sẽ rộng hơn các cái căn khác rất là nhiều luôn ạ. Và đây là hướng view. Ở đây là để cẩn thận sợ bị bay đồ á, là đã có làm sẵn cái hàng dây này. Còn đây là hướng view của chúng ta. Đây là view biển bãi sau thành phố Vũng Tàu đây ạ. Đây là biển bãi sau của thành phố Vũng Tàu. Đây là đường Võ Thị 6. Đây, toàn bộ cảnh biển của chúng ta đây ạ. Ban công thì là có hướng đông bắc. Còn cửa chính của chúng ta ở đây là hướng tây nam. Căn nhà được deco rất là nhã nhặn, căn rất là rộng, nhà còn rất là mới, lại là hướng view biển nữa, rất là đẹp luôn. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Nếu như quý cô chú anh chị quan tâm đến căn hộ này hoặc là quan tâm tới bất động sản tại thị trường Bà Rịa Vũng Tàu như là căn hộ, nhà phố, đất nền, biệt thự hay là tìm thuê mặt bằng, thuê nhà, quý cô chú anh chị vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Số điện thoại của em là 0783 368 333. Một lần nữa em xin cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để mình xem thêm nhiều bất động sản khác đấy nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.